Xin chào tất cả các bạn. Thì đây là một cái mạch này là cái mạch điện RRB. Thì trước tiên để giới thiệu sơ sơ các bạn là cái mạch RRB, khi các bạn gặp một cái mạch như thế này thì đầu tiên là các bạn nhìn thấy hai cái cọc này nè, 3V đến 12V và GND 1 2 là hai cái chấu mát. GND là mát. Lặp lại gì cho các bạn thấy dễ nha. 3 đến 12V coi, mình có thể cấp nguồn 3 đến 12V. Và cái chấu mát này nè, tại sao nó hai chấu? Tại vì khi trên một cái bo mạch như thế này thì cái tải gánh nhiều nhất đó là mát. Bởi vậy các bạn có một cái kinh nghiệm là trên cái mạch điện mà cái đường mạch điện nào mà to nhất đó là mát. Ví dụ như ở đây mình có một cái con led. Con led này là RGB, là có nghĩa là nó ba màu, tượng trưng cho ba cái màu này. Red, green, blue là tiếng Anh, là màu đỏ, màu xanh lá và màu xanh dương. Thì ở đây một cái màu trắng này nè là mình câu về về nguồn dương, còn ba cái này là mình câu về nguồn nguồn âm. Mà quy lực của dòng điện đi đó là từ cao cho xuống thấp, thì từ 12V đi vào trong cái sợi dây này, và khi đi ra thì nó đi ra, một là nó đi ra sợi màu đỏ này thì nó sẽ sáng lên màu đỏ. Nếu mà màu đỏ nó không ra mà nó ra màu xanh thì nó là màu màu xanh lá. Còn lại là màu xanh dương. Thì điện từ đây qua đây và qua con led làm sáng con led lên và đi về đây. Có nghĩa là ba cái cổng này là cái cổng đi vào chứ không phải đi ra nha các bạn. Và có khi nếu mà ba cái cổng này là dương, mà cái này á là âm á, thì mình đấu lại bên đây. Tùy theo loại led, nhưng mà đa số trên thị trường bo điều khiển đều điều khiển chân âm. Cái chân âm nè là nghĩa là từ chân dương đi qua con led sáng lên rồi đi trở về con ba cổng này. Muốn muốn sáng đèn đỏ thì vô cổng này, muốn sáng đèn xanh vô cổng này, muốn sáng đèn màu xanh dương vô cổng này, và muốn sáng màu tím thì cổng này với cổng này sáng lên, cổng này tắt. Các bạn hiểu không? Rồi cái nút chỉnh này là cái nút chỉnh nhanh chậm. Và đây là cái micro, khi mà phát nhạc lên nó sẽ chớp tắt theo cái điệu giai điệu của chúng ta. Rồi đây là cái remote control để có thể điều khiển được bằng cái remote. Thì trong cái remote á, mới thì chúng ta phải rút cái này ra để cho nó dính liền với cục pin lại, chúng ta có điều khiển được. Thì tắt, mở và chúng ta có thể chọn được rất là nhiều màu ở trên đây, và có thể là tự động chuyển màu. Tự động chuyển màu. Đây là đỏ, xanh lá, xanh dương và màu trắng. Và khi mà mình bấm vào màu trắng á, thì ba cái cổng này đều cho dòng điện đi qua hết. Đó, điều khiển được bởi ở những cái con MOSFET ở bên dưới. Và ở đây nó có những cái nút bấm nè. Chỉnh đơn sắc, mình bấm vô đây thì nó sẽ ra từng màu cho mình chọn ý muốn. Rồi nhạc nè, muốn có nhạc, cái micro phát lên, thu vô thì nó sẽ có bấm vô nút này thì nó sẽ chớp theo điệu nhạc. Đa sắc á, là cái này là đa sắc, là có nghĩa là nó chuyển màu liên tục và tự động. Còn cái này là tăng giảm, có nghĩa là mức độ nhanh chậm của cái đèn chớp này. Và cái này thì mình sẽ hiểu được là cái kiểu, dù đa sắc mình bấm một kiểu một thì nó chớp theo cái kiểu là kiểu một, hoặc là nhạc chớp theo kiểu một thì nó sẽ ra cái kiểu kiểu một và kiểu hai, kiểu ba đến cho kiểu thứ chín. Cái đường line in này nè là mình cắm vào âm ly vào hoặc là điện thoại vào, để thay vì mình cắm cái này thì mình sẽ không dùng cái mic này, cho âm thanh nó đi trung thực hơn. Có nghĩa là nhạc lên thì đèn lên. Cái đèn này là đèn đèn báo. Rồi bây giờ mình bắt đầu thử nha các bạn. Đây là mỗi con led của mình á là 12V và có 3 màu. Thì mỗi con led này mình có thể cắt ngang đây được. Và mình sẽ làm cho các bạn xem, áp dụng cho các bạn xem tại một cái hồ sen ở huyện Lai Vung. Bạn nói đi xa cỡ nào đi nữa nhưng mà cũng vẫn nói là đúng cái màu đó, đúng cái màu dây của nó nha các bạn. Thì mình dùng dây này, trong đây nó có bốn cái lõi đó, bốn cái lõi nè, thích hợp cho bốn cái sợi dây. Tôi thử cấp nguồn dương và nguồn âm vào trong cái bo mạch điều khiển.
dây màu trắng nói với dương, còn ba dây màu thì nói vào ba cổng của bò điều khiển. Thì ở đây thì tôi chọn cái loại dây mà 4 lõi. Dây này thì các bạn mua ở nơi cung cấp cáp điện thoại. Lại màu xanh vào màu xanh, trắng ra trắng và đỏ ra đỏ. Thì mỗi một cái cọc này mình chừa ra một màu trắng và tất cả trắng lại thì một màu đây. Thì bởi vì trong đây nó có hai cọng dây trắng, các bạn thấy không? Rồi bây giờ hai cái đầu nó nè, mình sẽ nối vào đầu này vào trong led, mình nối sẽ đầu này vào trong led. Rồi mình nối một đầu này vào trong led nha các bạn. Đỏ đâu theo đỏ. Đặc biệt hai cái trắng này nè, mình sẽ tìm một cái trắng của cái màu xanh dương và một cái trắng của màu trắng dây cộng á, bằng cách mình câu cái này vô trong bo. Đó là qua đỏ. Sẽ nói một cọng dây ra. Rồi. Ở đây đi ra 4 dây là 4 cái module, 4 module như thế này. Mỗi module thì nó cũng có ba cái màu và một cái dây cộng. Còn dây này là dây cấp nguồn của cục adapter. Đây nè các bạn. Và 40 dây này mình sẽ đấu ra 4 cái module, trong đó có một cái module là ba bóng. Ba bóng này thì mình đấu có ba cái màu và một cái màu dây dương. Thì bây giờ để xác định được dây này dây dương thì chúng ta chập vô đây. Ở trong đây dây dương của led nè, mình sẽ chập một trong hai sợi. Dây này thì nó không sáng đèn nè. Đổi lại dây này. Sáng đèn nè, vậy là dây này là dây dương. Mình hàn dây dương vào. Dây còn lại là dây màu xanh dương. Mình nói nó dây màu xanh dương luôn. Rồi, xanh dương luôn. Thế thì chúng ta có một cái module và ba module còn lại tiếp tục y như vậy luôn. Thì mình gồm có 4 cái module. Rồi bắt đầu mình tiến hành đi lắp đặt nha các bạn. Thì cái này các bạn có thể lắp hồ cá, hồ bơi, hồ sen ở nơi nào mà các bạn cần trang trí. Bắt đầu đi lắp nha các bạn. Tối đêm nay mình sẽ lên đèn cho các bạn xem là. Còn một cái loại led đó là loại led gắn chip, đó là điều khiển bởi vi xử lý 1903-8206 hoặc là 6803. Nó điều khiển được bởi bằng máy tính, được lập trình và cho ra hiệu ứng rất là đẹp mắt. Thì led này nó làm trong ở sân khấu hay ở những cái hội trường hay là trang trí ở cầu đường và những cái karaoke, nhà hàng, quán bar. Từ ba màu gốc mà nó có thể cho ra hàng ngàn màu, hàng triệu màu. Nếu các bạn có muốn học loại led và lập trình như thế này thì các bạn hãy gọi điện cho thầy Mò nhé. Chấp nhiều màu được rồi. Được rồi. Lễ khai mạc lễ hội sen lần thứ nhất năm 2022 tỉnh Đồng Tháp với chủ đề sen ngày mới.